Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Kiểm tra một số tổ công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường An Biên, đồng chí Lê Trung Kiên yêu cầu đội ngũ cán bộ địa phương và các tổ công tác giám sát chặt chẽ di biến động dân cư trong dịp Tết Nguyên đán, đẩy mạnh tuyên truyền nội dung chỉ đạo của Trung ương, thành phố và quận về các biện pháp phòng chống dịch, góp phần bảo đảm cho nhân dân vui Tết đón xuân an toàn. Cũng trong chiều nay, đồng chí Lê Trung Kiên và đại diện tập đoàn LG đã trao 50 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Niệm Nghĩa, thăm và tặng quà Tết mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Suốt, sinh năm 1921, trú tại số nhà 2/153 phố Hai Bà Trưng, phường An Biên, có chồng và con trai út là liệt sĩ. Đồng chí chúc mẹ sống vui, sống khỏe, đón Tết Nguyên đán đầm ấm, vui tươi cùng con cháu.